Hey. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với channel Góc Nhà Tom nha. Thì ngày hôm nay á là Tiên mới đi mua đồ về. Mọi người đố mọi người biết là cái gì. Đây, ở cho mọi người xem. Ta-da. Đây là mì gà cay Sâm Giang mọi người. Cái loại này á, thì Tiên nghĩ chắc hẳn là rất là quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Cái loại này thì Tiên cũng đã ăn rồi. Nhưng mà bình thường thì Tiên ăn chỉ chắc tầm được gói. Tại vì nó rất là cay, cái vắt mì rất là to luôn, ăn nhanh no lắm. Nhưng mà hôm nay thì vì mở đầu cái series là thử thách, hôm nay Tiên sẽ quyết định làm thử thách là sẽ ăn các loại mì cây Sâm Giang nè mọi người. Và Tiên bình thường á mọi người, khi mà mọi người đi siêu thị á, mọi người sẽ để ý là cái loại mì cây Sâm Giang này á, nó chỉ có khoảng 2-3 loại thôi. Cái loại này là phổ biến nè mọi người, cái loại đen này nè, xong rồi cái loại này màu hồng, và một cái loại nữa là cái màu vàng mọi người. Màu vàng là chi là phô mai đó mọi người. Đó thì thường cái những cái loại này nó sẽ rất phổ biến ở siêu thị. Nhưng mà vì là Tiên làm series thử thách nên là Tiên quyết định là đi lùng sục mọi người. Tiên quyết định đi lùng sục và đi tìm ở trong cái cửa hàng của Hàn Quốc, và Tiên phát hiện ra là có rất là nhiều loại luôn mọi người, rất là bất ngờ luôn á, rất là nhiều loại cái loại mì cây này luôn á. Đó, đem ôm về một túi luôn mọi người, một túi luôn á. Chị bán hàng á chỉ kêu là cái chỗ này là còn thiếu đó mọi người, nhưng mà hên mới là thiếu có một loại thôi, có thiếu có một loại thôi, cho nên là Tiên quyết định là sẽ gom hết về mọi người, gom hết về các loại luôn. Sâm Giang có cái mì khô này nè, nó có mấy loại là Tiên gom về hết luôn để làm một thử thách là sẽ review cho các bạn xem là cái vị mì nó như thế nào nha. Ta-da. Cuối cùng á thì Tiên cũng đã chuẩn bị xong mọi người. Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi, là chuẩn bị nước sôi. Nhưng mà ở đây thì tại Tiên tới 8 loại lực cho nên là nó hơi mất thời gian cái chỗ đó. Cơ bản á thì Tiên thấy cái sợi mì nó có 2 loại mọi người. Bé Tom đang ở bên này. Căn bản thì Tiên thấy là nó có 2 loại, 2 kiểu sợi mì mọi người. Đó, một loại á là nó sẽ màu vàng nhạt như thế này, mà cái sợi nó nhỏ, mọi người có thể thấy không, cái sợi nó nhỏ. Đó, còn cái loại thứ hai á là nó sẽ màu đậm hơn, và cái sợi nó to như thế này, to như sợi phở của mình vậy đó. To như sợi phở của mình vậy đó, đó là màu vàng ha. Đó, thì Tiên thấy là cơ bản á về cái loại, cái sợi mì á thì nó sẽ có 2 loại khác nhau như thế này. Mọi người có thể thấy không, đó, cái này là nó nhạt hơn một chút và cái sợi nó nhỏ hơn, còn cái này á là nó đậm hơn, cái màu vàng nó vàng hơn được mọi người, và cái sợi nó to hơn, to như sợi phở vậy đó. Đó rồi, cụ thể là mỗi loại như thế nào thì bây giờ Tiên sẽ ăn thử để review cho mọi người coi nha. Đầu tiên thì Tiên chọn cái màu đen lên trước nha. Ở trong này á thì cái gói màu đen này thì Tiên thấy là nó có hai cái gói gia vị như thế này nè. Đó, rồi nó khá là đỏ luôn. Nghe cái mùi thế là đã cay rồi đó mọi người. Bỏ vào đây, sau đó là Tiên trộn đều luôn nha. Tiên trộn được, để Tiên trộn. Sau đó thì Tiên sẽ cho cái gói này. Trong này thì nó là có rong biển. Tiên thấy là nhìn ở ngoài á là hình như nó là cái loại rau khô á mọi người. Đây có rong biển nè, rong biển mè rắc lên trên này. Đó. Rồi. Tiên sẽ làm lần lượt các gói còn lại rồi mình ăn luôn nha. Tiên đã trộn xong tất cả các loại rồi mọi người. Để cho cái phần mà mình review nó có nhiều ý kiến hơn thì anh xã Tiên sẽ phụ Tiên phần này. Nó có nhiều loại cho nên là Tiên sợ lộn á, nên mỗi loại là Tiên sẽ cho cái gói mì, Tiên giữ lại gói mì Tiên để dưới cái dĩa để không bị lộn ha.
Đầu tiên thì mình ăn cái vị cơ bản trước đi. Đầu tiên đó là sẽ ăn cái màu đen này nè. Cái màu đen này là cái cơ bản mà mọi người biết nhiều nhất đúng không? Mình ăn thử nha. Mời mọi người nha, mọi người ăn chung nha. Đây mọi người, cái sợi mì trộn đỏ ngầu luôn. Để tôi ăn thử miếng nha. Mới vừa đưa vô cái đầu lưỡi thôi mọi người, nó cay. Cái vị của nó thì cảm nhận là nó có vị cay thôi, không có gì hết. Anh thấy sao? Cay kiểu giống như là ăn mì cay cấp độ. Mì cay cấp độ hả? Theo anh thì cái này là cấp độ mấy? Anh thấy nó cấp độ mấy? Anh chưa ăn thử hết tất cả cấp độ không biết. Cấp độ không? Giống mì cay là anh xã mình thấy giống mì cay, nhưng mà anh xã mình không biết là nó tầm cấp độ mấy. Không, tôi nghĩ là cái này chắc tầm cấp độ 3, 4 gì đó. Cái vị thứ hai thì sẽ thử là Samyang X2 mọi người. Samyang X2 nè. Nó là cái phiên bản nâng cấp của cái hồi nãy. Cay hơn nhân 2. Cay nhân 2, tôi thử thôi nha. Ừ, con ăn dưa lưới con đi. Để thử nha. Cái này á, tiên vừa là lưỡi á, cái mùi, cảm giác cái mùi bột ớt của mọi người, bột ớt nó sọc lên tới mũi luôn á. Khác cái hồi nãy, á là nó cay vừa phải. Và tiên không cái mũi tiên không ngửi thấy mùi ớt, nhưng mà cái loại này vừa đưa vô miệng á là cảm thấy là đúng là nó ít hai thiệt. Nó cay hơn cái này nãy nhiều luôn á, với lại cái bột ớt á nó sọc lên tới mũi luôn, mình cảm thấy được là nó sọc lên tới mũi. Còn cái hồi nãy á là nó không có đến nỗi như vậy, cái hồi nãy nó chỉ hơi the cay cay. Còn cái này á là nó sọc lên tới mũi luôn á. Anh thấy sao? Cái này anh này nó mùi vị người thì nó hơi giống nhau. Mà anh thì đúng vô là nó cay hơn. Cay hơn thấy rõ luôn á. Cái này á là thấy nó sọc lên tới mũi, cái mùi ớt nó sọc lên tới mũi luôn á. Mà anh cái này thì không để ra cái hậu. Anh cái này vô cái hậu nó còn cay. Nó cay kiểu như là cái bột ớt nó khô khô mà nó sọc lên tới mũi luôn á. Còn cái này thì nó không đến nổi, không đến sọc mũi nè. Không ổn. Chắc là phải lấy nước uống, mọi người lấy nước uống để mà mình tráng cái lưỡi để mình thử một cái vị khác, nó sẽ không bị lẫn lộn. Tôi lại uống nước sữa nha. Sữa để mình tráng cái lưỡi cho đỡ cay. Trời. Cái này nó hạt, cái đúng là cái ăn cái loại thứ hai này nó làm, hay là hai cái dồn vô một rồi nó hạt cái hậu đó, nó làm cho mình cái lưỡi rất là cay luôn. Rồi tiếp theo mọi người, cái này là cái màu hồng này là vị carbonara mọi người. Carbonara thì thấy trong hướng dẫn sử dụng là nó ghi là để bớt nước, để một ít nước lại á, sau mình trộn cái gói bột vô thì nó sẽ ra ra mình dùng cái dạng cream á mọi người, dạng cream hơi sạch sạch. Nhưng mà vì hồi nãy là tiên trộn nhiều quá đi, là cái nước nó cũng cạn rồi á, nên là tiên trộn khô đây luôn, nó không có còn nước á. Rồi để tiên thử nha, là carbonara màu hồng. Cái mùi của nó thì nó cũng giống cái đầu tiên ha. Mm.
này Tiên ăn thì Tiên cảm giác là nó dễ chịu hơn hai cái vị hồi nãy mọi người. Nó ngọt ngọt cái đầu lưỡi mà nó giống như là nó có vị có phô mai ha. Nó giống như kiểu nó có phô mai vậy á. Ăn hết thật. Nó không cay. Nó rồi. Thấy được như này. Nó vẻ nó không cay. Không cay bằng cái đen hả? Cái loại đen hả? Ừ. Nhưng mà cái này nãy giờ là trong ba cái này là cay nhất rồi đúng không? Cay bằng sặc lên mũi nữa. Rồi cái vị này thì nó đậm đậm. Rồi. Cái tiếp theo là Tiên sẽ ăn qua cái màu nó cũng là màu hồng mọi người, nhưng mà nó là loại green nè, green carbonara. Đó. Tiên nghĩ là chắc cái này là nó cũng là cái sốt carbonara hồi nãy, nhưng mà nó làm sẽ dạng béo hơn mọi người, béo hơn. Tiên nghĩ là như vậy, để ăn thử nha. Ở trong nó cũng có cái gói sốt bột bò, và Tiên thấy ở trên á là nó cũng có cái rau thì là hay cái gì á, nó hao hao, và cái sợi mì nó giống nhau luôn mọi người, cái sợi mì nó giống nhau. Tiên nghĩ là cái này á là nó là cái bản nâng cấp hơn của cái hồng hồi nãy, carbonara hồi nãy. Cái mùi thì nó cũng hao hao nhau ha. Có mùi giống như là có phô mai. Béo. Béo. Dễ chịu. Cảm giác cái này nó béo hơn cái hồi nãy ha. Tiên cảm giác là cái cream mà carbonara này nó béo hơn cái carbonara hồi nãy. Nó béo hơn cái màu hồng này. Còn cái màu hồng lật lật này thấy nó béo hơn. Béo hơn á. Tiếp là cái loại này đi ha, ở giữa này ha. Đây. À, loại này là vị phô mai mọi người, vị cà ri chứ, vị cà ri nha. Một cái màu cam này là vị cà ri, để anh thử cái vị cà ri nó là sao. Đầu tiên là phải hủy chú thường. Cái mùi nó khác hẳn luôn á. Mùi như mùi cà ri nó chứ. Cái này cái mùi nó khác hẳn luôn mọi người. Mấy cái loại hồi nãy á là mình nghe cái mùi ớt, còn cái này á nghe đúng kiểu cái mùi cái bột cà ri á mọi người. Nó giống như là lúc trước Tiên có làm cái clip mà nấu cái bột cà ri trong cái viên á. Cái mùi nó hao hao cũng vậy á. Trời, nó nặng kìa. Phát ở cảm nghĩ à. Nó nồng mọi người. Khử thần phát là mọi người nghe mùi cà ri ra liền, ra mùi cà ri liền luôn á. Sao? Mấy cá thấy đúng cái này coi nhá. Này cũng đĩa ăn. Có cay chứ, ta là trộm cho cái này. Cay tương đương cái màu đen. Chứ nó mà nghe mùi cà ri thôi đúng không? Nó chỉ là kiểu nó cay giống như cái màu đen, nhưng mà nghe mùi cà ri thôi. Ăn với hậu cũng có cay nha. Nó bắt đầu có cay nha. Nãy giờ vẫn thấy là hai cái màu hồng là dễ chịu nhất. Đúng là cái bao bì màu hồng. Ăn nó có vẻ dễ chịu cái lưỡi nhất. Giờ mình qua loại tiếp theo. Ê, loại này là gì đây ta? Đây, này là vị kim chi mọi người. Nửa xanh nửa đỏ là vị kim chi. Để anh để lại đảo giùm em đi. Vị kim chi nha. Đầu tiên là phải hỏi cho nó có cái mùi. Công nhận nha, nó làm nhìn nó hình thức á thì nó cũng hao hao giống nhau, nhưng mà cái mùi á, cái mùi nó làm có một cái sự khác biệt nha. Mình hủy á, Tiên hủy là đúng là có cái mùi kim chi mọi người, cái mùi chua chua của kim chi á, cái mùi thì nó làm riêng biệt, nó cũng khá là tách biệt với nhau luôn á. Nãy cái mùi cà ri nghe cũng rõ, mà cái mùi kim chi nghe cũng rõ nữa, Tiên nghe cái mùi chua chua của kim chi nha. Để ăn thử miếng coi. Mm.
nó có cái mùi chua chua, có cái vị chua chua của kim chi mọi người, có mùi chua chua, có vị á, cái vị á đưa đầu lưỡi là mình thấy cái vị chua chua của mà cái mùi đúng là mùi kim chi luôn á, anh thấy sao? Đúng rồi, người vô đã thấy vị rồi nhưng mà lúc mình bỏ vô nguyên lưỡi thì nó hơi chua chua của kim chi. Nhìn hình thức thì nó có vẻ giống nhau ha, nhưng mà nó làm cũng vị nào ra vị đó chứ bộ. Cái này sẽ mình thấy chua chua, ăn không dễ chịu, không có bị sọc giống như mấy cái hàng như này. Tiếp theo là cái nào ta? Cái đó hả? Hay lấy mình cái vỏ đi. Đây tiếp theo nha, tiên ăn cái vị này là vị màu vàng nè mọi người, màu vàng nha. Đó, cái này là vị phô mai. Cái này chắc cũng phổ biến trong siêu thị đúng không mọi người? Mọi người có thể thấy trong siêu thị thì Tiên thấy rõ là có vị phô mai nè, cái vị carbonara này nè, đó là cái là với lại cái vị màu đen á, màu đen hồi đầu á, là cái đó là mấy cái loại đó là phổ biến á. Còn những cái loại như là kim chi nè, hoặc là rim carbonara hay là vị cà ri á thì hiếm hơn mọi người. Anh để lại đó giúp em. Mày không để hậu cây hả? Mày không để hậu cây. Hậu cây hả? À, chồng mình mới cảm thấy là cái vị kim chi hồi nãy á, cái hậu nó hơi cay mọi người. Có nghĩa là cái vị cà ri nè, vị rim carbonara, cái vị carbonara hồi nãy á, thì cái hậu nó không để lại cái hậu. Thế là mình ăn mình cay ở cái lưỡi vậy là hết. Nhưng mà cái vị kim chi này nó lại để lại cái hậu như là cái vị ít hai á, đúng không? Hơi xanh hả? Sao em không thấy vậy ta? Em thấy bình thường. Nó sạch thật. Vậy hả? Em thấy cái mùi nó cũng hao hao cái mùi đầu tiên á. Mùi vị cay thôi chứ không có thấy gì hết. Nó hơi nồng nồng á, sọc sọc á. Béo. Cái vị thì thấy có béo nè mọi người, có béo. Béo béo, mặn mặn kiểu phô mai bột. Nhưng mà cái vị cái phô mai kiểu này nó khác với cái carbonara hồi nãy nha. Nó không có ngọt ngọt như vậy. Mình ăn vừa mới hết cái vị béo của phô mai là mình thấy cái vị cay liền luôn. Cái vị cay liền luôn. Còn cái carbonara hồi nãy á là cũng có một chút vị béo của phô mai, nhưng mà mình ăn hết cái vị béo mình vẫn còn thấy cảm giác cái hạt nó ngọt á, nó dễ ăn. Cái này á là hết cái vị ngọt của phô mai là mình thấy cay liền luôn, chứ mình không có còn thấy cái vị ngọt ngọt nữa. Rồi tôi ăn cái này tiếp theo nè, cái này chắc cái cuối cùng, cái này chắc cái cuối cùng ha. Cái này cái màu cam mọi người, là hơi ngược cho mọi người coi cái màu cam nè, đó màu cam. Cái vị này lạ ha, chứ hơi ít bán lắm. Để Linh coi nó là cái vị gì. Nó là phô mai quattro hả, quattro gì đó mọi người. Tôi nghĩ là kiểu nó là một cái phô mai, nhưng mà nó là phô mai kiểu quattro á mọi người, quattro hay gì thì không biết tiếng đánh dần vậy đúng nữa này mọi người thấy nè. Nha, các bạn nào mà mình muốn kiếm cái vị này mình ăn phô mai quattro màu cam. Cái vị này thì là ít thấy trong siêu thị. Là cái ở trên là cái bột, cái lớp phô mai của nó nè mọi người, nó phô mai bột mà nó cam hơn cái phô mai này nha mọi người. Đó, cái phô mai này là nó hơi vàng vàng, còn cái phô mai này nó cam hẳn luôn á. Sao anh thấy sao? Béo này nhiều phô mai. Béo hơn nhiều luôn hả? Cái này á thì Tiên hủy á, đầu tiên Tiên hủy á thì Tiên thấy là cái vị phô mai nó đậm hơn cái hồi nãy nha. Nghĩa là cái mùi phô mai á nó nhiều hơn sao á. Nó béo hơn cái hồi nãy thiệt.
Kiểu ăn bây giờ giống như là ăn bánh mấy cái bột phô mai á. Phô mai rắc á, ăn giống như là mấy kiểu cái phô mai rắc mà giống như là khoai tây lắc hay cái gì mà người thấy hay ăn á. Cái bột phô mai nó giống vậy á. À, mà nó béo hơn cái phô mai màu vàng hồi nãy. Béo hơn phô mai màu vàng hồi nãy mà người, cái mùi nó cũng khác, cái mùi nó cũng đậm cái mùi phô mai hơn. Mà cái hảo vẫn cay nha, hay là do để dùng đăng cay rồi cho nên là mình thấy ấy ta. Nãy giờ trong mấy cái vị này thì anh chấm điểm coi cái nào cay nhất. Cái hai. Hả? Cái hai. Đâu? Nè. Ai đưa ra trả lời nghi ngờ nghe coi. Theo cảm nhận của anh đó thì nãy giờ là cái nào là theo độ cay của anh cái nào cay nhất? Này là cay nhất. Cái nào ít cay nhất? Ít cay nhất là hai. Một thôi. Cái này. Cái nào anh cảm thấy là anh dễ ăn nhất mà anh có thể ăn lại lần nữa? Cái nào cũng dễ ăn nữa nha. Thích đó, ý là anh cảm thấy anh thích cái vị nào nhất và anh sẽ ăn lại cái vị nào. Mà anh chắc thích cà ri. Anh thích ăn cà ri hả? Anh không thích cái vị nào nhất nãy giờ. Để cho anh trong này hả? Không thích ăn cay lắm. Thôi không hay hơi cay lắm. Dạ. Thế giờ là anh thấy cái này dễ ăn nhất hả? Còn theo tí á thì nãy giờ á là cái loại mà đúng cay nhất thì nãy giờ đúng là chỉ có cái X2 nè mọi người, cái sam giang X2 nè, cái màu đỏ nè, X2 nè, là tôi thấy nó cũng cay nhất. Cay. Còn cái vị mà làm Tiên dễ chịu và Tiên thích nhất á là đúng là cái hồng này nè mọi người, cái hồng này nè, cái rim này nè. Thì nãy giờ là đây là những cái cảm nhận chân thật nhất của Tiên, cũng như là anh xã của Tiên ngồi kế bên đây cũng phụ với Tiên là có hai người thì nó cảm nhận nó sẽ mỗi người sẽ khác nhau. Thì chồng Tiên thì sẽ thích ăn cái vị cà ri nhất, và thích nhưng mà không hảo cái vị X2 lắm tại vì nó quá cay, và cũng thích cái vị rim carbonara nữa mọi người vì nó dễ chịu dễ ăn. Tiên á thì giống chồng Tiên ở chỗ là thích ăn cái vị rim carbonara này, nếu mà để ăn lại lần nữa thì Tiên nghĩ Tiên sẽ chọn cái vị rim carbonara này, hoặc là cái carbonara này cũng được, tại cái carbonara này dễ kiếm hơn cái rim kia đó, tại vì cái vị của nó rất là ngọt nè, dễ ăn và nó cay vừa chứ nó không quá cay. Với lại Tiên thì Tiên hơi khác anh xã Tiên là Tiên thích ăn phô mai ấy, nên là những cái gì thích có một chút phô mai thì Tiên sẽ rất là thích, nên là nếu mà kiếm được cái loại rim này nè thì Tiên sẽ ăn loại rim, thích ăn loại rim hơn. Và cái loại mà Tiên cảm thấy cay nhất và khó ăn nhất là cái loại X2 nè mọi người, X2 nè, nó cay cái mùi cà ri này nè, nhìn vậy chứ nó cũng không khó ăn mọi người, nó chỉ là hơi cái mà nồng cái mùi cà ri thôi, chứ còn vị cay thì nó giống như là cái màu đen vậy đó, nó không quá là cay đâu. Nhưng mà cái vị X2 là thật sự luôn á, nếu mà cho Tiên ăn thì Tiên không ăn cái loại X2 nữa đâu, nó cay mà nó sập lên tới mũi, mà cái họng nó rất là khó chịu, muốn làm cái lưỡi mình đau luôn mọi người. Tiên uống mà công nhận nha, uống sữa công nhận người ta nó ăn cay uống sữa công nhận tốt, tốt nó làm cho mình nhắm hết cay á, công nhận. Tiên uống vài hớp sữa vô là một hồi là nó dịu hẳn cái vị cay lại liền luôn. Thì cái video của Tiên đến đây cũng là kết thúc rồi mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh Góc Nhà Tom, xin mọi người đăng ký, like, share và ủng hộ cho Tiên để Tiên có thêm động lực làm nhiều video mới tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Nếu mọi người có thêm thử thách gì thì mọi người hãy comment cho Tiên biết để Tiên thực hiện. Nếu mà có gì bất thì Tiên sẽ cố gắng thực hiện nha mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.